Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh tin tức mới Và sau đây chúng ta cùng điểm qua những thông tin ngày hôm nay quý vị nhé Đang đỉnh cao sự nghiệp vào thập niên 1990 Ngọc Huyền bất ngờ sang định cư tại đất khách quê người và từ đó Cuộc sống của chị trở nên kín tiếng chấm một năm năm xa quê Ngọc Huyền đã kết hôn và sống chung với mẹ chồng Nữ hoàng Bolero Thanh Tuyền đã giúp con dâu Ngọc Huyền từng ngày lột xác. Thông thường, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu luôn chứa nhiều mâu thuẫn khó dung hòa trong cuộc sống của hai người phụ nữ khi sống chung một mái nhà nhưng chuyện mẹ chồng nàng dâu giữa danh ca thanh tuyền ngọc huyền thuộc kiểu xưa giờ hiếm có ai nghe xong cũng phải tặc lưỡi kêu trời không như nhiều nghệ sĩ việt nam định cư ở hải ngoại phải trải qua cuộc sống nhiều chật vật ngọc huyền may mắn khi có một tổ ấm hạnh phúc bên chồng và hai con được biết Chồng của nữ nghệ sĩ vốn là một quân nhân và là con trai của danh ca Thanh Tuyền vốn được mệnh danh là nữ hoàng Bolo Ero trong thập niên 60. Dù đã lập gia đình và bận rộn trong việc chăm lo con nhưng Ngọc Huyền luôn được gia đình chồng ủng hộ theo đuổi đam mê ca hát. Với sự hậu thuẫn vững chắc đó, nữ nghệ sĩ đều đạn xuất hiện tại các chương trình và trung tâm ca nhạc ở hải ngoại. Đối với người có đam mê cháy bỏng như Ngọc Huyền, việc được mẹ chồng ủng hộ ca hát là quá tuyệt vời. Chưa kể, người mẹ này còn giúp cô vượt qua khó khăn ngay lúc đam mê vấp phải thăng trầm. Khi loại hình nghệ thuật cải lương đang mất dần vị thế, Ngọc Huyền đã may mắn khi được mẹ chồng Thanh Tuyền chỉ bảo giúp chuyển hướng sang tân nhạc nhờ sự dạy dỗ tận tình và học được những kinh nghiệm quý báu từ mẹ chồng nên ngọc huyền có thể biểu diễn trơn tru các ca khúc tân nhạc mà không bị lai like cải lương như trước đây là một người phụ nữ cũng có nhiều ước mơ ngọc huyền thật may mắn khi có được một mẹ chồng cương yêu dâu như chính con ruột chính vì thế ngay khi tiết lộ về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu ngọc huyền cho biết xô so tôi được mẹ chồng cương nên khi có dâu tôi cũng cương huyền y như vậy nhà có con dâu làm cùng nghề tôi rất vui danh ca còn dành cho con dâu lời chúc mừng khi sự nghiệp được xuân sẻ nhưng cũng không giấu được nỗi lòng lo lắng của một người mẹ tôi luôn ủng hộ và mong huyền ngày càng thành công chỉ có dạo này huyền làm việc nhiều quá quên cả sức khỏe nên tôi thấy hơi lo không chỉ là một phụ nữ thành công trong sự nghiệp ngọc huyền còn hoàn thành trọn vẹn vai trò của người con dâu người vợ và người mẹ trong gia đình Danh ca Thanh Tuyền đã dành những lời khen tốt đẹp đến con dâu. Tôi may mắn vì có con dâu giỏi, tự quán xuyến mọi việc. Hai con của Ngọc Huyền tức cháu nội tôi rất ngoan, có ghen nghệ thuật giống mẹ nên hát hay. Dù buôn ba nơi đất khách quê người nhưng với sự hậu thuẫn vững chắc của gia đình cũng như luôn nhận được tình cảm giạt rào từ chồng và mẹ chồng nên Ngọc Huyền đã giữ được nét thanh xuân, nhan sắc mặn mà của mình. Như vậy, Ngọc Huyền vẫn giữ được phong thái nhẹ nhàng, đam thắm với gu thời trang ổn định dẫu cận kề tuổi 50. Sau khi kết hôn, Ngọc Huyền được chồng mua cho một căn nhà riêng trị giá 2 triệu đô gần 46 tỷ đồng trong một khu nhà ở đắt tiền tại Mỹ. Ngọc Huyền tên thật là Vũ Hà Ngọc Huyền, sinh năm 1970 tại Sài Gòn. Gia đình Ngọc Huyền là người Bắc, di cư vào Nam năm 1954. Cha Ngọc Huyền là kiến trúc sư gốc Hà Nội, mẹ nguyên quán Hà Tây nhưng vì sinh ra ở Sài Gòn nên cô nói giọng Nam và thấm nhuần văn hóa Nam Bộ, từ đó nảy sinh đam mê với nghệ thuật cải lương. Gia đình Ngọc Huyền không ai theo nghiệp nghệ thuật nhưng riêng cô lại đam mê với nghề này. Được sự ủng hộ và truyền cảm hứng từ mẹ, Ngọc Huyền bước lên sân khấu cải lương từ năm 14 tuổi. Nghệ sĩ Minh Cảnh là người đầu tiên hỗ trợ Ngọc Huyền trên sân khấu. Năm 1985, Ngọc Huyền mới 15 tuổi đã được hát trên sân khấu Thanh Nga vở tuồng đầu tiên là Những đêm trăn trở. Trong thời gian từ 1985 tới 1989, Ngọc Huyền được học cách hát tuồng tàu qua các vở tuồng kinh điển. Sau khi gia nhập đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, cô được đào tạo hát Hồ Quảng. Tiếp đó, Ngọc Huyền được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng chỉ dạy nên phát triển tài năng vượt trội diễn thành công nhiều loại tuồng, từ tuồng cổ, hồ quảng đến các vở ca kịch xã hội hiện đại. Cô trở thành nghệ sĩ cải lương nổi tiếng bậc nhất giai đoạn thập niên 90. Ngọc Huyền cũng được xem là diễn viên xuất hiện nhiều nhất trong các chương trình băng đĩa và được khán giả ái mộ gọi là nữ hoàng chi bảo video. Ngọc Huyền cũng là nghệ sĩ trẻ nhất miền Nam trong lĩnh vực cải lương được nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vào năm 2001. Cuối năm 2002, Ngọc Huyền tổ chức live show mãi mãi ước mơ tại nhà hát Hòa Bình ở thành phố Hồ Chí Minh trong 3 giờ đêm liền, thu hút hơn 5.000 khán giả tới. Đây là thành công vượt bậc của một nghệ sĩ cải lương trong giai đoạn nghệ thuật này đang phai tàn. Về live show này, giáo sư Trần Văn Khê nhận xét qua chương trình này, cải lương đã bứt phá ra ngoài những khuôn mẫu cũ để tiếp cận với giới trẻ bằng hơi thở. Nhịp sống của thời đại nhưng vẫn giữ được chất mộc mạc, truyền cảm chữ tình của sân khấu truyền thống. Tuy nhiên, sau đó, Ngọc Huyền bất ngờ sang Mỹ định cư. Trong những ngày đầu tiên đặt chân đến Mỹ, Ngọc Huyền ở nhờ nhà danh ca Thanh Tuyền tại Houston và phải lòng con trai nữ danh ca là Đông Nguyễn, một sĩ quan không quân Mỹ. Trong năm 2002, Ngọc Huyền kết hôn với Đông Nguyễn và bắt đầu sự nghiệp tại Hải ngoại. Cô chuyển sang lĩnh vực ca tân nhạc. Tân Cổ giao duyên và phát hành album những trích đoạn Hồ Quảng Tứ Đại Mỹ Nhân giành được sự yêu mến của đông đảo khán giả. Ngọc Huyền cũng góp mặt trong nhiều chương trình âm nhạc lớn tại hải ngoại và đi sâu khắp thế giới. Chồng Ngọc Huyền tuy là sĩ quan quân đội nhưng sớm rời quân ngũ để theo đuổi công việc kinh doanh riêng. Chính vì sinh ra trong một gia đình nghệ sĩ nên chồng Ngọc Huyền rất thấu hiểu nghề nghiệp và luôn sẵn sàng hỗ trợ vợ hết mình. Mỗi lần Ngọc Huyền lưu diễn xa, anh thay vợ quán xuyến nội trợ, chăm lo cho hai con đang tuổi trưởng thành. Sau khi kết hôn, Ngọc Huyền được chồng mua hẳn một căn nhà riêng trị giá 2 triệu đô tại một khu nhà ở đắt tiền tại Mỹ, không phải chịu cảnh làm dâu. Cô thậm chí còn được chồng tạo điều kiện để đưa bố mẹ ruột từ Việt Nam sang ở chung, phụ giúp cùng trông nom con cái. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long trong một lần ghé thăm nhà Ngọc Huyền phải thốt lên, nhà này đắt tiền lắm nằm trong khu nhà ở cao cấp giá cả triệu đô la, quá trời nhà đẹp. Một căn nhà ở đây rẻ nhất cũng phải trên 2 triệu đô, gần biển mà. Nhà Ngọc Huyền tuy ở Mỹ, thiết kế hiện đại với sàn lát gỗ, nhưng lại bày biện phong cách Việt Nam, vừa vào cửa đã có tượng Quan Âm Bồ Tát, Phật Di Lặc. Trong nhà treo nhiều câu đối đỏ, kinh Phật, đèn lồng đỏ, để nhiều đồ đạc. Trên tường Ngọc Huyền treo rất nhiều ảnh mình hồi trẻ và ảnh gia đình. Giữa phòng khách còn có một chiếc piano tiền tỷ. Đặc biệt, Ngọc Huyền còn dành hẳn một căn phòng riêng để thờ Phật. Trong phòng bay rất nhiều tượng Phật. Phía sau nhà Ngọc Huyền là một khu vườn rộng trồng đầy đủ các loại cây ăn quả như bưởi, cam, quýt, thanh long, chanh. Tất cả đều là những giống cây của Việt Nam nhưng vẫn phát triển tới tốt trên đất Mỹ giúp ngọc huyền vơi đi nỗi nhớ quê nhà hiện tại ngọc huyền đang tận hưởng một cuộc sống giàu có sung túc tại mỹ ngoài ca hát cô còn kinh doanh mỹ phẩm nên thu nhập khá cao và không bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh như các nghệ sĩ khác ngọc huyền liên tục tổ chức tiệc tại nhà để mời bạn bè đồng nghiệp trong các bữa tiệc luôn đầy áp các món ăn đắt tiền thi thoảng cô cùng mẹ chồng thanh tuyền và gia đình đi du lịch quanh nước mỹ ngọc huyền và ông xã có hai người con một gái một trai là hà tiên và hà nam là con nhà nòi cả hai từ nhỏ được tiếp cận với nghề và cũng được gia đình tạo điều kiện cho đi học nhạc trong đó cô con gái lớn hà tiên thích ca hát sáng tác và hiện có ý định nối nghiệp mẹ theo nghệ thuật không chỉ được chồng yêu thương ngọc huyền còn có mối quan hệ rất tốt đẹp với mẹ chồng là danh ca thanh tuyền dù ở xa nhưng Thanh Tuyền thường xuyên ghé nhà con dâu chơi và ca hát. Nữ danh ca rất yêu quý mẹ Ngọc Huyền, còn ôm hôn thám thiết và ngồi nhậu cùng nhau. Tôi có chỉ cho Ngọc Huyền rất nhiều về cách hát tân nhạc nên bây giờ Ngọc Huyền hát tân nhạc ra tân nhạc chứ không bị lái tạp nữa. Tôi vui vì có con dâu cùng nghề. Con bé yêu nghề, đam mê lắm. Ngọc Huyền có thể chết vì nghề nghiệp số tôi được mẹ chồng cưng lắm nên bây giờ có con dâu thì tôi cũng cương như vậy trong gia đình mà có con dâu làm nghệ thuật thì tôi càng thấy hạnh phúc tôi muốn con dâu đạt được nhiều thành công dạo này tôi hơi lo vì ngọc huyền làm việc nhiều quá ngọc huyền trên sân khấu là nghệ sĩ có tài ở nhà là con dâu đảm đang rất giỏi tôi rất may mắn vì điều này tôi may mắn vì có con dâu giỏi tự quán xuyến mọi việc hai con của ngọc huyền tức cháu nội tôi rất ngoan có ghen nghệ thuật giống mẹ nên hát hay thanh tuyền khen con dâu hết lời một lần khác thanh tuyền chia sẻ có con dâu lanh lợi đảm đang như ngọc huyền tôi đỡ được bao nhiêu về phía mình ngọc huyền cũng nói tôi quan trọng nhất là ở giấc ngủ và sự tập luyện về điều này tôi học ở mẹ chồng tôi danh ca thanh tuyền theo thời gian tiếng hát của mẹ ngày càng đầm ấm hơn là nhờ luôn biết giữ gìn sức khỏe và luyện giọng. Mẹ là tấm gương cho tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.